Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Mong rằng ngày hôm nay hai cặp đôi sẽ đồng ý nhấn nút để họ tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Bây giờ thì bà mối sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, và chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời Hạ Màn. Em dễ thương, tại sao em ế? Em cũng cứ lo học mãi, em chăm chỉ đi làm, thành ra là ế là phải rồi. Trời, dễ thương quá à. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em rồi. Mời bạn nam. Bạn, ngồi đi bạn. Em tên Trần Minh Duy, em đến từ thành phố Sóc Trăng, nhân viên kinh doanh của công ty Thế Giới Động. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 28 tuổi rồi chị. Bạn nữ, bạn giới thiệu cho mình. Em tên Trần Ngọc Châu, 29 tuổi. Em là giáo viên cấp 3. Nguyên gốc của em cũng là Sóc Trăng nữa, nhưng mà em đang công tác tại Cần Thơ. Ồ, vậy là từ Cần Thơ mình lên đây tham gia chương trình hả? Dạ, em đi từ sáng sớm luôn á. Rồi sao bạn quyết định đi lên tới trên này để tham gia chương trình? Em có một người bạn và bạn em có một ông xã, ảnh học ở Hungary á, cũng rất là thân, mà mỗi lần chat nhóm á thì ảnh cứ nói chương trình này hay lắm em tham gia đi em. Thế là em mạnh dạn tham gia luôn. Em mạnh dạn tham gia. Mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Chính xác luôn là không có mối tình nào cả. Chưa có một mối tình nào hết. Dạ. Nắm tay bao giờ chưa? Hồi đó em có một cái thằng bạn học, mà thằng bạn học không có dính dáng gì tới em hết á, mà đoạn đi công tác xã hội có nắm tay nó một lần. Trời đất ơi, tưởng được không quý vị, chưa nắm tay luôn, vậy là chưa có hôn luôn đúng không? Dạ chắc chắn là vậy. Wow, một tràng pháo tay. Bạn trai ơi, bạn cảm nhận như thế nào? Mới nắm tay thằng bạn một lần thôi, hung thằng bạn cũng một lần thôi. Đúng không? Đó anh ơi. Thấy bên đây cười quá trời luôn à. Đây khoái à. Dạ cũng khoái khoái. Khoái khoái, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua cũng 3 mối tình. Lý do tại sao mình chia tay? Không có hợp, cãi nhau thì bạn gái lại giận, nhưng mà mình năn nỉ thì lại không chịu, cắt liên lạc khoảng đâu khoảng tuần hai tuần mới liên lạc lại. Cứ vậy là xa nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mình không nhịn bạn gái được à? Cố gắng liên lạc nhưng mà bạn không có liên lạc với mình á, thì mình cũng hơi buồn, với lại lúc đó cũng còn trẻ thì cũng còn hơi bồng bột xíu. Bao nhiêu lâu rồi? Dạ khoảng 2 năm. Bây giờ bạn già lắm. Mới đây mà làm lúc còn trẻ. Thế bạn muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Có tính cách dễ thương xíu. Em dễ thương. Em dễ thương, tại sao em ế? Em cũng cứ lo học mãi, em chăm chỉ đi làm, người thành ra là ế là phải rồi. Trời, dễ thương quá mà. Em thấy điểm mạnh của em là gì và điểm yếu của em là gì? Quan trọng là em có hiếu với cha mẹ và em là người sống tình cảm. Thì em nghĩ đó là điểm mạnh của em. Bạn nam. Dạ, điểm mạnh của em là có thể hát nhiều loại nhạc. Rồi. Được. Mày vui nè. Dạ, em xin hát một câu vọng cổ. Nay về giữa xuân thủ đô, đất trời ngời lên sắc thắm, gió xuân mơ màng đẩy đưa mấy cành đào tơ, nắng xuân là đà rung trên bờ dài mái tóc, dáng em thon dài má hồng thắm nụ cười duyên. Vô. Em ơi, tôi không phải kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử mượn đó đào kia để tương tư hình bóng, mà chỉ bâng khuâng với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với hoa đào. Hay quá, hay ngọt. Bạn quá gái. Được ngọt luôn. Nghe thôi là thấy khoái rồi đó. Bạn nói là rất là hay. Em làm một bài thơ nhỏ nhỏ ngẫu hứng để tặng anh bên kia nha. Rồi. Chúng ta gặp nhau gọi là duyên, nên ta cứ trò chuyện tự nhiên, chẩn nút hay không cũng không sao cả. Hữu duyên thì sẽ gặp bạn Hàn Nguyên. Ngẫu hứng. Bây giờ mình hỏi chút xíu bạn nam. Bạn sẽ tìm người phụ nữ của đời mình như thế nào? Nữ tính, biết tôn trọng người lớn, biết chia sẻ, lắng nghe, và cả hai đều biết nhường nhịn nhau xíu. Bạn không thích gì người phụ nữ? Đanh đá, cào rào á. Thích nó cầm ràm á, dạ, nói nhiều quá. Nói nhiều, dạ. Vậy thì lấy vợ về có phải làm dâu không? Dạ, nhà em thì dễ lắm, ba mẹ dễ lắm. Em út
Nếu mà bạn chịu làm dâu thì làm dâu, còn không chịu thì chắc gia riêng cũng được. Bạn làm dâu được không? Dạ được. Bạn muốn mẫu người bạn trai như thế nào? Em cần một người có một cái bản lĩnh thật sự để có thể che chở trong cái cuộc hôn nhân sau này giữa em và chồng tương lai. Em sẽ là hậu phương vững chắc cho người ấy. Trong chuyện tình cảm thì cả hai cần phải có một cái sự chia sẻ cảm thông cho nhau. Chắc chắn là em không thể ăn hiếp người khác. Em không có thích ăn hiếp người khác, kể cả tất cả từ lớn đến nhỏ, già đến trẻ. Em chỉ có thể lắng nghe và chia sẻ. Phụ nữ mình biết lắng nghe và chia sẻ quá. Là quá tốt. Cái câu hay nhất là em không có ăn hiếp người lớn. À, có cái điều nào bạn không thích ở người bạn trai? Em không thích bạo lực chị. Dĩ nhiên trong cuộc sống sau này của hai người thì sẽ có một vài thứ bất lập nào đó. Nhưng mà em nghĩ rằng nếu như người đó cũng biết gọi là nhu cương thương giãn và bản thân mình cũng như thế thì cuộc sống nó có thể tốt đẹp được. Cô giáo nói hay quá. Cảm nhận như thế nào bạn? Bạn nữ rất là biết suy nghĩ, chín chắn, lại nói chuyện rất là dễ thương. Em thì cũng không có thích bạo lực. Em thì không ăn ớt được, cho nên là ở nhà hay nói là chắc nữa là sợ vợ. Em cũng sợ bạo lực. Không. Bây giờ trước mắt chưa tính tới hôn nhân, mà bây giờ nếu đồng ý hẹn hò với nhau á, thì thật sự cũng cách 60-70 cây số. Thì mình, bạn chọn cái phương án hẹn hò như thế nào? Chắc là em sẽ dành thời gian để em lên thăm bạn. Bạn không thích điều gì ở người bạn gái? Đi chơi ở những nơi mà giống như là vũ trường hay là... Không có đi đó đâu anh ơi. Không có đi đó đâu anh ơi. Nếu đi thì hai đứa đi thì được. Dạ, không thích đi một mình. Là không thích đi cho đi một mình, chứ không phải là không thích đi tới chỗ đó, đúng không? Bạn có tật xấu gì không? Cũng có, hay ngủ nướng, hay cứng đầu xíu. Khi em làm việc gì đó thì kêu một lần thôi. Như là em chút xíu em sẽ làm, còn kêu hoài em nghĩ làm luôn. Trời ơi, bạn ngủ nướng mà muốn kêu bạn dậy sớm chở ta đi làm phải kêu 80 lần rồi mới dậy chứ, kêu một lần đâu có kêu chắc dậy. Chắc sau này sẽ sửa từ từ được. À, hứa đó nha. Thôi, bạn mày đẹp trai lắm nha. Thiệt, đúng á. Hôm qua anh coi đàn gái thế nào nha. Ồ, oh, chào em. Anh lên đây anh vừa hát hay, vừa đẹp trai nữa. Dễ thương lắm, hiền hậu nữa. Dạ. À, anh nghĩ rằng ổn đấy. Ủa em dạy, vậy là dạy chuyên cái gì? Dạ em chuyên môn sinh học. Sinh học hả? Dạ. Theo sinh học thì tại sao hai người lấy nhau đẻ hoài không ra con trai? Hơi dài dòng á, là nếu chỉ tạo ra con gái là XX. Một X là do tự của người phụ nữ, một ít là giao tự của người nam, kết hợp lại với nhau và người nam không thể tạo giao tự y được, kết hợp với ít để tạo ra con trai mà chỉ rụng ra ít thôi. Có nghĩa là con trai yếu á, hay gì là phải lên y nó mạnh á, còn mình cứ ít hoài đó, đúng không quý vị? Ngắn gọn là yếu á, yếu. Cảm ơn cô giáo sinh học. Bà bệnh được xối xả vô mặt luôn. Không dễ thương. Hôm nay mình có đi với người thân gì không? Ông bạn mà ổng giới thiệu đó, du học in Hungary mới về, thì em kêu lên đây luôn. Rồi. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Châu thì là một cái người con gái mà rất là dễ thương và rất là thương người, từ người lớn cho đến người nhỏ. Suốt ngày là đi chơi, là đa phần là đi chơi với trẻ con không à. Thành ra là đó là một phần là lý do tại sao mà không có bạn trai cho tới bây giờ. Qua cái lời tâm sự của anh chàng bên đây thì theo cảm nghĩ của anh thì anh thấy là có vẻ hợp với tính em đấy. Anh xem chương trình bạn muốn họ lâu chưa? Em xem chương trình này cũng khoảng được 2 năm rồi. Thấy là cái chương trình này rất là ý nghĩa, là để tạo cho nhiều người có cái hoàn cảnh khác nhau, do cái bối cảnh công việc mà không có tìm được cái một nửa của mình. Đó là lý do chính mà tại sao là mặc dù là đi học bên nước ngoài nhưng mà luôn luôn là động viên là ở nhà là nên đăng ký tham gia cái chương trình. Ở nước ngoài nhiều bạn sinh viên xem chương trình này không bạn? Cũng có, rất là nhiều. Xem trên YouTube nha. Dạ đúng. Vậy rồi, nhớ xem, nhớ bấm MCB Media, bấm subscribe coi nha. À, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi bây giờ mình cho hai bạn gặp nhau đi anh. Gặp nhau đi, kéo màn lên. Chàng trai Sóc Trăng và cô gái Cần Thơ, hít hơi thật sâu vô, chuẩn bị những gì mình nói, bắt đầu. Chào anh. Chào em. Chào anh. À, có bao nhiêu anh chào? Đến với chương trình thì như hồi nãy em nói là cho dù có bấm nút hay không á, thì em với anh á, thì cũng là có một cái duyên phận nhất định. Nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục á, thì đây là món quà kỷ niệm đầu tiên của hai đứa cho em gửi anh. Cảm ơn. Dạ. Dễ thương quá. Em chỉ có một câu hỏi thôi. Nếu như sau này anh trở thành một ông xã của một cô gái, có nghĩa là trở thành một trụ cột trong gia đình, thì anh sẽ là người như thế nào? Sẽ mang lại cái hạnh phúc cho cô ấy, sẽ làm những gì mà cô ấy thích, cố gắng phấn đấu
trong sự nghiệp để có thể là phát triển hơn về bản thân, để sau này hai người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho em hỏi thêm một miếng nữa, thí dụ như hơi xa hơn một tí, tại vì em rất là thích trẻ con. Nếu như mà anh trở thành là một người cha thì anh sẽ là người như thế nào? Cha thì phải thương yêu, chăm sóc cho những đứa con của mình, chơi đùa với nó. Em cảm ơn anh. Có chơi đùa với mẹ đó không? Đã có. Em dạy cấp 3. Em dạy cấp 3. Về môn ướt y đó. Em có thể về Sóc Trăng để thăm anh không? Có chứ. Tại vì quê em ở Sóc Trăng mà, Cần Thơ á là chỉ là quê hương thứ hai của em. Còn Sóc Trăng á thì đó là nơi để mà em trưởng thành và sinh ra. Chắc chắn là em sẽ yêu quê hương Sóc Trăng rất là nhiều. Nhà em ở huyện nào? Em Mỹ Xuyên á. Anh cũng Mỹ Xuyên. Vậy hả? Anh ở Thạnh Quế. Em ở xã Ngọc Đông á. À, xã Ngọc Đông. Đi vô xíu nữa. Vậy là gần nhà. Vậy là gần nhà. Thì rước dâu cũng dễ á. Bạn nam cảm nhận bạn nữ thế nào? Rất là dễ thương, nữ tính. Nếu mà em thấy anh mạnh dạn lên. Lên đây em rung. Em thì hát thì được, nhưng mà nói chuyện thì trước đám đông thì hơi bị rung á. Ba em rất là thích đàn vọng cổ. Thành ra là nếu như có một người hát cho ba lên đàn thì thật là tuyệt vời. Lên coi vòng cổ. Không phải ai cũng có thể hát vòng cổ. Em ơi, biển lớn sông sâu còn có khi đầy khi cạn, nhưng tình của đôi ta luôn đông đầy theo năm tháng. Thì hờn dỗi chi em cho bờ mi đắm lệ thương sâu. Ngọt quá trời luôn rồi mà sao mà nói không được, trời ơi. Anh thấy cô gái bên kia rất là sâu sắc. Chúng ta có một người vào như thế bên cạnh rất là yên tâm bạn nha. Vừa dạy con mình nè, vừa dạy mình, à không, vừa lo cho mình nè. Ok, rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị bấm nút. Một, suy nghĩ thật kỹ nha. Hai, ba. Hết thời gian. Ô, đẹp trai đẹp gái quá. Nào hãy nắm tay nhau nào. Chưa nắm tay lần nào. Cái nắm tay này là thôi. Cái nắm tay gọi là ghi nhớ. Đã nắm tay thằng bạn một lần. Lâu rồi. Bây giờ nắm tay thằng khác. À không, nắm tay người khác. Có khác cái nắm tay thằng bạn không? Không biết. Dễ thương quá. Nào, chúc mừng các bạn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là quà tặng dành cho hai bạn. Một suất chụp hình cưới trọn gói tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là tại Đà Nẵng, tại tất cả các hệ thống của thương hiệu áo cưới Allen, nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Người ta hỏi là em đóng vai ác thì được, mà thật sự em quá đi, tại em rất thương người. Trời, dạo này chị khổ quá, chị mất show liên tục. Tôi thật sự mà nói, tôi nhìn người khác hạnh phúc quá tôi vui lắm. Anh mừng thôi, em là nhiều khi mừng mà còn tủi thân nữa. Thôi không sao em, cái gì cũng vậy, hạnh phúc là cho đi và chắc chắn một ngày đó người ta sẽ nhận lại hạnh phúc đó. Đúng rồi, trước mắt là mình cứ thấy họ có hạnh phúc thì mình cứ vui cái đã, rồi từ từ là mình vui sau, vui chậm mà nó chắc. Đã quá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hạ Màn. Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Bạn tên là gì? Dạ, xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Ngọc Diệp, hiện đang 24 tuổi và đang làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng của tập đoàn FPT. Bạn quê ở đâu? Em làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi, bạn trai của mình giới thiệu đi. Xin kính chào quý vị khán giả, chào Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Ngọc Tiệm, hiện em 29 tuổi. Em đang sống và làm việc ở Nha Trang. Nha Trang. Nha Trang. Từ Nha Trang bạn vào đây đó hả? Cụ thể ở Nha Trang là bạn làm công việc gì? Dạ, em làm bánh bao chị. Mình làm bánh bao hay là mình bán bánh bao? Dạ, mình làm gì? Em làm rồi bỏ cho các đại lý người ta bán gì. Là mình có lò hả? Dạ đúng rồi, em là cơ sở bánh bao gì. Lò bánh bao mình có truyền thống bao lâu rồi? Dạ cũng được, gần 20 năm rồi. À, suốt ngày làm bánh bao không lo lấy vợ hả? Thì ngày trước thì em học bên kinh tế.
Xong em cũng đi làm công ty được mấy năm. Cái lò bánh bao đó là của gia đình bạn hay là... Dạ đúng rồi, còn anh em trong gia đình chị. Là nếu mà lấy vợ thì về Nha Trang làm bánh bao hả? Dạ không, em thì vậy lắm. Em cũng có nhiều nghề tay trái. Bạn gái em hoặc vợ em mà công tác ở đâu đó chẳng hạn thì em sẽ chuyển. Nhưng mà nghề bánh bao cũng tốt mà. Nghề đó là nghề gia truyền mà bán cũng ngon lắm mà nha. Dạ. Nhiều tiệm bánh bao Sài Gòn bán là xây nhà lầu không á. Nếu bạn trai ở Nha Trang thì bạn có thấy có khó khăn gì trong lúc mình tìm hiểu yêu thương nhau không? Dạ thật ra là quê ngoại của em thì ở Nha Trang. Nếu bây giờ mình bỏ công việc ở thành phố mình về Nha Trang làm dâu thì bạn nghĩ sao? Cái này thì cũng tùy xem bạn em như thế nào. Hiện tại thì em đang làm nhân viên chăm sóc khách hàng nhưng mà em thích cái công thích làm bánh và em cũng đang có ước mơ mở một tiệm bánh cho bản thân mình. Nó mở bánh hai bên kết hợp mở bánh luôn là được rồi. Điểm yếu của mình là gì nè? Em sẽ dễ nổi cáu khi mà đang mệt, ăn chậm, nhai kỹ. Chậm là bao lâu? Ví dụ bữa ăn của bạn mà ăn mất nửa tiếng cho đến 40 phút. Ngồi nhai hoài hay là sao? Làm gì? Không biết sao. Có thể là miệng nhỏ nên không có bỏ nhiều đồ ăn vô được. Em không có giỏi đoán ý của người khác, nếu mà người ta phải nói ra thì em mới biết. Ngoài ra thì cũng kỹ tính trong cái sinh hoạt trong gia đình tại vì ảnh hưởng của mẹ. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Hiện tại thì em chưa có mối tình nào chính thức hết. Bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Có trách nhiệm, sống có nguyên tắc, biết yêu thương gia đình, tình cảm, tốt bụng mà là một người hướng nội, kín đáo, bình tĩnh. Bạn đáp ứng nổi nhu cầu bên kia không? Dạ em nghĩ là chắc được 90% ạ. 90%? Tự tin dữ. Còn mình tìm đối tượng như thế nào? Em tìm thì đơn giản trước mắt là cái bề ngoài. Bạn gái phải cái hàm răng là phải trắng đều thì... Dạ. Không đâu. Em chưa chị. Bây giờ ta được hết trơn, hết trọi, giờ răng ta không đều rồi sao? Nếu mà không được thì đừng có xấu quá. Có tiền không? Dạ. Cho người ta đi làm răng. Ôi làm răng nhưng mà cái làm răng đó là cái giả thôi chị. Thôi thì mình chứ để như vậy nó hay hơn. Có điều gì không thích ở người phụ nữ nữa? Có lẽ là lề lẹt quá chị. Dạ với lại không biết nội trợ. Em sợ cái điều mà con gái không biết nội trợ lắm. Nó nghe nè, sao móng tay để dài quá vậy? Vậy cái này ngắn mà chị. Dài. Trời ơi, vậy mà ông còn ngắn nữa, chừng nào mới dài? Thường thường thấy nam là người ta cắt gọn gàng, sắc rạc, làm sao mà để chi dài dài dài? Dài để nó khều bánh bao. Phải không? Dạ không. Từ từ đi, em để nó là tự nhiên, em để thôi. Nào bánh bao để người ta dài vậy mất vệ sinh sao? Em có tay xem sạch sẽ. Bánh bao có đeo bao tay không bạn? Dạ không. Ủa trời, sao không đeo bao tay? Bởi vì nắm mình phải có cảm giác nên mình làm cái gì mình phải có cảm giác về đôi tay nữa mình. Đúng ra là phải đeo bao tay vô xong nhồi bột rồi. Hấp bột thì mình có bây giờ gọi là nhồi máy hả? Dạ máy. Hấp cũng bằng máy vậy. Sao chị nhìn em dữ? Thấy mặt hơi gian gian. Có ai nói vậy chưa? Dạ không, em thì người ta hỏi là em đóng vai ác thì được. Mà thực sự em không ác đâu. Tại em rất thương người. Trời, dạo này chị khổ quá, chị mất show liên tục. Em ơi. Vậy là mời chị về Nha Trang chơi. Ra ngoài ngày giọng cho ba cái bánh bao là no. Có ưu nhược điểm gì không? Ưu điểm thì hơi có nhiều cái tài lẻ chút. Như em biết làm điện nè, biết nấu ăn nè. Nhược điểm thì chắc có lẽ là nóng tính. Làm bánh bao mà nóng rồi nó méo xẹo rồi. Dạ không, cái đó thì không có nóng. Tôi phải từ từ tôi làm nó mới tròn. Dạ. Chứ ha. Thôi nóng tính mình bỏ bớt đi. Dạ. Để anh qua anh xem bên đó thế nào nha. Ôi chào bạn, nóng tính là sao? Lo không? Lo hả? Dạ. Nhưng mà làm bánh bao đứng trong bếp còn nóng dữ nữa thì sao? Ông em kiềm chế rất tốt. Dạ thôi, lúc nào bánh bao thì em đi chụp hết. Đi Nha Trang làm dâu đó. Thì đi đâu làm dâu thì cái đó không quan trọng bằng mình làm dâu ở nhà nào. Đúng rồi, mình thương chồng ở đâu mình ở đó cũng được mà. Đúng không? Rồi, em có yêu cầu gì ở người đàn ông không? Về ngoại hình thì em muốn một người cao một mét, khoảng 1m65 trở lên. 1m65? Không có quá ốm bề ngang. Rồi. Cặp mắt thì nhìn thẳng, cương trực, không có nhìn gian quá. Thua. Xin lỗi đàn trai, người ta cũng đẹp trai đó mà. Rồi sao nữa? Không, môi không quá mỏng, da mỏng. Môi mỏng hả? Quá mỏng. Môi này dày. Còn gì nữa không? Như vậy thôi ạ. Vậy thôi ha. Nói cho anh đây cũng dễ thương lắm. Người biết làm ăn mà, chín chắn rồi. Đề là mắt cũng liếc qua liếc lại không sao đâu. Trời ơi, này ta làm ăn ta phải liếc gì chứ. Quan trọng là cái tâm mình thôi chứ. Tại em đôi lúc nhìn người ta sợ em á. Không vì cái khuôn mặt mình đôi vậy mà. Đôi mắt em nó sắc quá. Người thân em đi với ai? Đi với dì và các bạn. Chào anh Quyền Linh với dì Cát Tường. Em hỏi dì coi là bạn trai bên kia có cương trực không? Dì xưa thấy như thế nào vậy? Dì thấy cậu này có vẻ khó tánh á. Không dễ đâu. Mà dịp gặp mặt rồi hay quyết định. Vì bề ngoài không có nói lên được cái gì. Anh này á, tuy rằng cái đôi mắt á nó có hơi gọi là ta gọi đóng vai ác chút xíu thôi, nhìn vô như mình tiếp xúc với anh á thì nụ cười anh rất là tươi, cái tâm anh rất là sáng ha. Không, bây giờ bạn nam nói câu nào với dì đi, thuyết phục dì trước đi bạn.
Người ta nhìn vô thì kêu con là cũng hơi khó tính thiệt. Nhưng mà khi mà hiểu rồi thì có lẽ là dễ. Ba con nhìn người ngoài rất là khó tính, nhưng mà khi tiếp xúc với lại nói chuyện với ba con rất là dễ tính, rất là tâm lý với con cái. Ba con rất là thương con dâu nữa. Đâu đàn gái rồi, bây giờ gặp đàn trai. Hôm nay em này có tới với anh rể. Xin chào anh Hoàng Linh và chị Cát Tường. Như em thì nói chung là em nhìn thì hầu như thấy bạn gái bên này cũng dễ thương. Nhưng mà những cái điều kiện mà như em tiệm nói là ví dụ như là phải phù hợp với những cái hàm răng rồi như thế nào đó thì thôi ra là không hợp. Nói chung bạn gái này nhìn cũng dễ thương, cũng cao ráo, cũng nữ tính. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Thấy cũng phù hợp. Yeah. Anh thấy thế này nè em. Thực sự mà nói thì ai cũng có thể đưa ra mình một cái tiêu chuẩn. Nhưng mà khi gặp mắt, nhìn mắt rồi, khi mà yêu rồi thì những tiêu chuẩn nhìn nó không còn nữa. Mình có quyền đưa tiêu chuẩn mà. Tiêu chuẩn nó chỉ là lý thuyết thôi. Đúng rồi. Trên thực tế nó sẽ khác nữa. Rồi mình kéo màn lên cho hai người gặp mặt. 2 phút bắt đầu. Em nhận xét với anh như thế nào? Cái này thật sự em không thể nhận xét được trong lần gặp đầu tiên được. Nhìn anh có vàng lắm không? Không, anh không có vàng. Rồi, cảm ơn em. Thấy em thì cũng nhẹ nhàng, dịu dàng. Lúc mà anh nóng tính thì thường anh làm như thế nào để mình tiết chế lại cái cơn nóng giận? Mình nóng tính là anh bỏ đi à? Dù như là cãi nhau hay là chuyện gì hay là nóng tính quá thì anh bỏ đi nơi khác rồi anh làm gì làm kệ. Dạ. Hồi xưa anh nói là anh có học kinh tế thì không biết là anh học ở đâu? Anh học kinh tế Hồ Chí Minh. Em cũng học trường đại học kinh tế luôn. Dạ. Anh học khóa bao nhiêu? 34. Tại sao anh lại làm cái nghề như anh đang làm? Anh yêu thích công việc đó hay như thế nào? Con người nó cũng có một cái duyên với một cái nghề nữa. Cho nên là mình cũng muốn chọn một cái nghề gì đó nó gọi là sạch sẽ, chân tay với hàng. Nó đưa để mình tới. Nói chung nghề nào có tiền thì làm. Thấy công việc hiện tại cũng đâu có gì đâu. Bây giờ có nó khó cũng với lại cái nào nó thu nhập ổn định cho mình hoặc là nó đảm bảo được cuộc sống cho mình thì mình làm. Đúng rồi. Mình sẽ hẹn hò thế nào nếu như ta bấm nút? Thì một tuần em sẽ đi một lần. Anh chắc không? Chắc. Trước giờ thì anh nói được, anh làm được. Em thì bây giờ em xác định là tiến tới hôn nhân chưa? Em nghĩ là khoảng 2 năm thì sẽ đủ để mình tiến đến hôn nhân. Chà, 2 năm mà tuần nào anh cũng từ Nha Trang vô đây cũng hơi tội lắm nha. Đâu, nãy anh có nói á. Anh nói là nếu cần anh sẽ di dời chỗ ở luôn. Quan trọng là tình yêu đủ lớn giữa hai người thôi. Dạ, nói chung là công việc của em thì nó không có gò bó với thời gian. Em làm cho em cho nên là nó cũng thoải mái. Sắp xếp có thể làm đi lúc nào cũng được. Cũng hợp lý rồi. Một câu nào đó dành cho nhau đi, hai bạn. Thì lên đây thì anh cũng gặp em thì anh cũng rất là vui và hạnh phúc. Thì mong là chúng ta sẽ nắm tay nhau bước tới cái con đường phía trước. Dạ, em thấy đến đây gặp nhau dù chỉ có 2 phút thôi thì nó cũng là một cái duyên. Thì cho dù thế nào thì em nghĩ là mình vẫn nên giữ liên lạc với nhau. Hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Hãy lắng nghe nhịp đập con tim bạn nhé. 1 2 3. Hết thời gian. Nào, hai người hãy nắm tay thật chặt vào để nó còn gần đất sau em à, như một người đàn ông che chở cho người phụ nữ vậy. Như vậy thì hay quá, một hình ảnh rất là đẹp. Chúng tôi sẽ gửi tặng bạn những cái chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trị giá 15 triệu đồng tại các áp dụng tại các hệ thống áo cưới Island nếu như các bạn đồng ý tiến tới hôn nhân. Đẹp. Mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với cặp đôi này. Rất là thích cái câu anh ấy nói quyết đoán, một tuần sẽ vào một lần. Anh nói được là anh làm được. Đấy, cái đó hay là cái đó đó. Đó là những điều mà ngày hôm nay chúng tôi mong muốn đem đến những cặp đôi quý vị hạnh phúc, tình yêu, đôi lứa. Quý vị có thể theo dõi chương trình trên kênh Fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò và xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe. Quý vị cũng hãy like vào trang Facebook Bạn Muốn Hẹn Hò để được tham gia vào chương trình Mai Mối Online đối với các bạn ở cùng vùng miền với nhau. Và bây giờ thì Nguyễn Linh và Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.